Cô chào các con, chào mừng các con đã quay trở lại với kênh Hoàng Gia Studio. Đây là kênh đọc sách, truyện dành cho các bạn nhỏ lứa tuổi thiếu nhi. Ở buổi đọc thơ ngày hôm nay, cô sẽ đọc cho các con nghe một bài đồng giao viết về một con vật rất gần gũi với người nông dân. Đó là con nghé các con ạ. Bài đồng giao có tên là Nghé bầu nghé bạn. Bây giờ các con cùng chăm chú lắng nghe cô đọc thơ nhé. Bài đồng giao nghé bầu nghé bạn. Nghé bầu nghé bạn, trâu cày ruộng cạn, mẹ cày ruộng sâu, lúa tốt bằng đầu, cò bay thẳng cánh, một sào năm gánh, một mẫu năm trăm, một bông lúa trăm, một trăm hạt thóc, hạt bằng đấu bảy, hạt bằng đấu ba, hạt bằng trứng gà, hạt bằng trứng vịt, hạt bằng trái mít, hạt bằng bình vôi, hạt nào vỡ đôi bằng nồi gánh nước. Nghé ơi nghé ơi, bài đồng giao nghé bầu nghé bạn. Nghé bầu nghé bạn, trâu cày ruộng cạn, mẹ cày ruộng sâu, lúa tốt bằng đầu, cò bay thẳng cánh, một sào năm gánh, một mẫu năm trăm, một bông lúa trăm, một trăm hạt thóc, hạt bằng đấu bảy, hạt bằng đấu ba, hạt bằng trứng gà, hạt bằng trứng vịt, hạt bằng trái mít, hạt bằng bình vôi, hạt nào vỡ đôi bằng nồi gánh nước. Nghé ơi nghé ơi. Cảm ơn các con đã chăm chú lắng nghe. Hẹn gặp lại các con ở những video lần sau. Các con hãy nhớ ấn nút like và bấm nút đăng ký kênh Hoàng Gia Studio để theo dõi các video kể chuyện, đọc thơ thật hay nữa nhé. Chào tạm biệt các con. Bye bye.